người, hôm nay chúng ta sẽ đi thu hoạch thanh long ruột đỏ organic. Cái vườn thanh long này là vườn thanh long mà người ta bỏ hoang, không có xịt thuốc cỏ, mới bón phân hết, cứ để mọc tự nhiên, cỏ rất là rậm rịt. Bây giờ mình đi thu hoạch xem thử là cái chất lượng trái nó như thế nào nè. Ý, trái thanh long này bị hư. Một trái thanh long. Rồi, đi lên kia và bồng với tay trái. Vây bông đồ, hái đồ. Như đây ăn cho ngập mặt. Đủ này một ổ luôn rồi, trái nhỏ không. Này cho một trái nữa. Thanh long organic tuy nó hơi xấu nhưng mà ăn rất là ngon. Đấy, hai trái thanh long ruột đỏ nha. Anh mở ra, anh mở ra coi đúng không? Mình sẽ khui thử một trái nhỏ nhỏ. Đấy. Enjoy the dragon fruit organic 100% sorry. Đấy, thanh long ruột đỏ. Ngon quá. Như đây chắc tầm 5 kg, 10 kg á. Rồi cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo trên Vương Vi Blog.